Dạ vừa mai như Huỳnh mến chào quý khách. Và khách ơi, hôm nay Huỳnh có một cái lô mai mập ơi là mập luôn, và cành nhánh rất là nhiều, lùng lực luôn. Giá thanh lý chỉ có 4.500 một cây. Và loại này em Huỳnh đã có dăm ra rồi, nó mập mạp lắm, nó cao 35-45 cm. Nhưng mà cái bộ đế của nó đa số là giống như hình con thú á cả nhà, nó giống thôi chứ nó không giống như chữ C. Nó giống như chữ C vậy đó. Nó như thế này ha. Nó không có cái, nó không phải là giống như cái loại kia, loại con thú mà nhổng cái bông lên ha. Cái này là hình chữ C dắt ngang. Mẹ em Huỳnh thấy cũng rất là đẹp nè, nó cũng lạ lạ nữa cả nhà. Rồi ha, ai thích cái mẫu này á thì cả nhà mình alo cho Huỳnh số điện thoại 0949234525. Nó mập mạp vô cùng luôn cả nhà. Đó, cây 35-45 cm thôi mà chi cành nhánh nè. Rồi cái gốc là cỡ như ống hút. À, đầu đũa đầu giữa cây đũa ăn. Như cây này được đầu đũa lớn nè cả nhà. Đó, nó mập mạp ha. Hàng này cũng có âm ra rồi nên em Quỳnh thấy là nó có chi cành nhánh. Số lượng của cái lô này thì không có nhiều cả nhà, vài trăm cây thôi. Rồi ai thích cái mẫu này thì alo cho Quỳnh nha. Giá chỉ có 4.500 một cây. 4.500 một cây, cây cao từ 35-45 nha cả nhà. Rồi em qua một loại nữa bên đây. Bên đây đặc sắc hơn, đó là bí. Bí nè cả nhà. Rồi có hình hồi nãy giống như con thú chữ C. Mấy cái hình này cả nhà ấy đơn giản, khi mà trồng lên nó nổi cái bộ đế, nó nổi cái đường này nè, cái đế này lên rất là đẹp luôn nha. Đó. Rồi cây này thì nó có bí, bí 4 múi, bí 5 múi nữa nè cả nhà. Đó. Rồi bí 3 múi, rồi bí lõi, rồi hình thú, nói chung rất là nhiều. Rất là nhiều cái mẫu mã ha. Và cây là trung bình từ 40-60 cm. Có chèo, có cành, có nhánh nha cả nhà. Nó cũng rất là mập mạp ha. Thì cái mẫu này Quỳnh bán là 6.000 một cây. Và 100 cây Quỳnh tặng 2. À tặng 5. 50 cây tặng 2 ha. Và loại này thì loại 6.000 này thì cả nhà mình ơi, 100 cây Quỳnh bao phí nha. 100 cây Quỳnh bao phí. Đó, 50 cây bao phí luôn. 50 cây bao phí luôn. Đó, cả nhà ha. À, tính tiền phí cho cả nhà mình luôn. Rồi 6.000 một cây nha. 6.000 một cây ha. Ai thích cái mẫu mã đa dạng, có kiểu này kiểu kia kiểu nọ thì mình chọn cái này. Đây cả nhà. Bí thì nó cũng nằm là khoảng từ 45-55 cm thôi cả nhà. Giới thiệu cho cả nhà mình một cái lô mai cực kỳ tốt và đẹp. Nó chèo nhánh được rất là nhiều, chiều cao trung bình từ 70-1 m. Và em Huỳnh đã thấy là cái cành nhánh và chi cành mình có thể trồng tàn thông được rất là ok luôn. À, đây cả nhà. Đó, chèo hết biết luôn nha. Mập u u luôn. Và đa số là rễ chữ C. Rễ chữ C như thế này ha. À, và cái có một ít là kiểu như lò xo. Có một số mà đa phần là chữ C nhiều cả nhà. Đó. Nó như thế này ha. Mà cây mập u u luôn. Cây rất là mập. Nó cỡ như ống hút nè, cỡ đầu đũa lớn nè. Cỡ đầu đũa lớn và cỡ giữa cây đũa ăn là nhiều ha. Đó, cả nhà thấy ha. Cây nó như thế này. Rồi, bây giờ em sẽ đo cả nhà xem về chiều cao nha. Em lựa ba cái cỡ ra rồi đây. Đó, ba cỡ là 70, 80 và 1 m. Rồi, em đo đây. Đây cả nhà. Bao nhiêu? Đây, cỡ này là 80 cả nhà. 80 luôn nè. Em đo từ cái chớp. Từ cái chớp ngọn trên này nè, đó, bung. Từ cái chớp ngọn nè, đó lại chớp ngọn nè, xuống. Đây, 82 nha cả nhà. Rồi, em lấy một cây 70 cho cả nhà xem. Hồi nãy có cây 70 đâu ta. Đâu đâu cây này coi. Cây này là 8 mấy luôn. À, như vậy trung 70 rất là ít nha cả nhà, đa số là 8 mấy. Rồi em đo cái cây 1 mét đây. Đây cây này là 1m07 luôn nha cả nhà, 1m07 luôn. Nhưng mà bây giờ Quỳnh sẽ lấy trung bình từ 70 cho tới là 1 mét ha. Trong cái lô mai của em Quỳnh thì em Quỳnh sơ bộ thấy như vậy. Đây cái cây này lùng lùng nè, thử coi nó được 70 không. Và cái chộp của nó là cỡ như ống hút nè, cỡ giữa cây đũa ăn và đầu đũa lớn ha.
cây này cũng tám mấy rồi. Rồi quý khách ơi, cái lô mai này cực kỳ là về chiều cao, về ok nè. Rồi á là chèo nhánh nữa. Cái này về trồng đàn thông cũng được. Trồng đàn thông cũng được luôn cả nhà. Hoặc là mình có thể chuẩn bị cho quá trình mình làm lục bình ha. Chứ em Huỳnh không lựa 1m0. Em Huỳnh không lựa 1m0 nha cả nhà. Mẫu này là phải trừ 70 cho tới là 1m. Rồi giá là 7.500 một cây nha. Giá 7.500 một cây và số liệu lượng không có nhiều, em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển từ 50 cây luôn. Bao phí vận chuyển từ 50 cây và tặng cho quý khách 2 cây, còn 100 cây là tặng 5 cây. Từ 50 cây là Huỳnh đã bao phí rồi. Và hàng này là bao mập. Hàng này có dăm ra rồi nên nó chèo nhánh nó rất là ok. Kể cả phía trong này em dẹt cho cả nhà xem luôn nè, nó vẫn như vậy luôn đó. Rồi thì ai thích cái lô này alo cho Huỳnh nha. Trời ơi có cây nó mập nè, đó, nó mập ghê luôn. Và nó có những cái kiểu đế như vậy nha. Nó không bí nha cả nhà, không bí, không lò xo. Nó chỉ có là cái kiểu hình chữ C thôi. Nhưng mà Huỳnh thấy cái kiểu như thế này nữa, nó nở lên cũng giống như hình thú luôn. Và cái đế rất là bự ha. Thì ai thích cái dạng này thì alo cho em nha. Rồi anh chào và hẹn gặp lại.